Xin chào anh em, xin chào các bạn. Xin chào các bạn yêu bonsai cây cảnh trong cả nước. Xin chào anh em bonsai Chỉ Nguyễn Sung. Xin chào tất cả các anh em cộng đồng mạng. Hôm nay mình giới thiệu có một cây bonsai thật tuyệt vời. Đó là dáng huyền, quái thú dáng huyền. Đó là điều đặc biệt của cây, đó là quái thú dáng huyền. Và đặc biệt hơn nữa, mình giới thiệu hôm nay cách chăm sóc cây và làm thế nào cho cây sung ra quả. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu một điều kỳ lạ ở cây sung này. Không biết là cây sung, cây vả hay cây ngõa hay cây ngái, mà lại quả thì là quả sung, lá thì lá của cây ngõa tẻ. Đó là điều đặc biệt. Thì các bạn nhận định được, đã được đánh từ trên rừng về. Và tuổi đời của nó đã được 20 đến 25 năm, chứ không phải là 20 năm. Cây sung này năm nào cũng cho ra quả, sai chiêu. Nhưng đợt này là đợt đang bon quả cuối cùng của cây. Còn bình thường cây sung cho ra rất nhiều quả. Như hôm nay mình mời anh em nhìn xem điều đặc biệt, đó là đặc biệt ở điều gì? Tại sao lá sung này lại như thế kia? Và nếu nhìn qua thì lá sung anh em mình thường gói nem chua để ăn hàng ngày và uống bia. Ai cũng hiểu rằng nhìn quả thì ai cũng nghĩ rằng đây là không phải cây sung. Bởi vì lá cây này thì nó như là lá của cây ngõa mũi. Thì hôm nay đó là điều rất trăn trở cho rất nhiều anh em hiểu về cây sung. Cây sung có 5 dạng cây sung. Giới thiệu với anh em nay điều đặc biệt là mình đã phải vào tận suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang để mình quay được cây này, giới thiệu cho hội anh em sung và bonsai trên toàn đất nước Việt Nam và yêu cây cảnh đặc biệt sung. Như lá này thì không ai bảo đây là cây sung. Nhưng hôm nay mình đã nghiên cứu, chân lọc và xác định được tuổi đời của cây. Và giới thiệu anh em rằng đây chính là cây sung mật. Anh em lưu ý và là một đề tài bàn cãi, bình luận trên video của mình. Đây, mình khẳng định theo sự nghiên cứu của mình, đó là cây sung mật. Khi quả chín, cây sung mật đặc biệt, quả ăn rất là ngọt, không có một tí vị chát nào hết. Nhưng khi lá thì bảo vặt lá sung vào ăn nem chua, thì mình nhìn lá thì hoàn toàn không ai dám ăn. Bởi vì lá như lá cây ngái, lá cây ngõa trên rừng. Ai cũng bảo đây là cây ngõa, nhưng không phải. Nhìn quả thì đó là quả sung, to hơn quả sung nếp một chút, nhưng đây nó là cây sung mật các bạn nha. Xin giới thiệu và nói lại thêm một lần nữa, đây là cây sung mật. Và hôm nay để nhận biết thêm về mình đi duyên nghiên cứu về sung rất là nhiều, giới thiệu với anh em để cho anh em nâng tầng tầm hiểu biết, chia sẻ cùng mình để mình cũng nâng tầm hiểu biết. Lá thì không phải lá sung, nhưng quả thì lại là quả sung. Đó là điều đặc biệt để giới thiệu với anh em cộng đồng mạng cùng chia sẻ với mình. Và hôm nay mình giới thiệu qua là có 5 loại sung. Trên tất cả video clip của mình đã tung lên đến 10 cây sung rồi. Đây là cây sung mật, quả to hơn sung nếp một chút, cây rất là sai. Loại sung thứ hai là cây sung tẻ, quả to bằng ngón chân cái. Khi chín, quả đỏ, nhìn rất là đẹp, dùng cây bonsai trước cửa. Loại thứ ba, đó là loại sung bánh xe, quả như một chiếc bánh xe, nhìn cực kỳ đẹp khi chín màu tím ngắt.
Và điều đặc biệt hôm nay trong vườn cây sung này thì có 3 cây sung. Thì nhưng có mỗi cây sung này là cây sung đặc biệt. Như vậy hôm nay mình mới lên trên mạng tâm sự cùng anh em và giới thiệu đến với các anh em rằng là cây sung đực này để có quả thì điều đặc biệt các bạn phải phơi nắng, chăm sóc nước và thóc ngâm lên men chua, nước vo gạo cùng chất tanh. Còn hàng năm anh em nên bón cho mình 3 đợt. Hàng năm chia ra 3 đợt bón phân NPK hoặc NK20. Bởi vì NPK và NK20 đó là một loại phân chuyên dành cho cây ra quả. Các bạn lưu ý NK20 và NK20, NPK và NK20 đó là những dạng phân dùng để bón cho những cây chuyên ra quả. Các bạn lưu ý thật sâu kỹ cho mình. Và hàng năm sung chỉ cần bón 5-3 đợt chung quanh gốc, chôn dưới đất sâu khoảng 7 phân để cho phân tan dần. Và điều đặc biệt chú ý hơn nữa, mỗi một đợt ra quả các bạn lưu ý là để giữ cho quả được lâu thì các bạn phải bón nước vo gạo hoặc là thóc ngâm cùng với nước xay đỗ tương và chất tanh, bởi vì sung rất ưa chất tanh thì cây ra quả được rất là lâu, nó kéo dài gấp 3 lần đợt ra quả. Và sau khi đợt ra quả, tuyệt đối những cái vòi các bạn đừng có hái đi, chỉ được phép thả nước, dừng nước, tưới nước, không phải 5 ngày như các video clip đã tung lên. Đấy là nói dối. Thả nước đến 15, thậm chí đến 20 ngày cho lá gần héo hết. Hãy lưu ý rằng thả nước 15 đến 20 ngày cho lá gần héo hết. Hơi xe lá nào vào, bắt đầu các bạn lại chăm sóc trở lại, thậm chí tưới nước thường xuyên thì sung sẽ rất cho nhanh cho ra quả. Mà đặc biệt nếu cây sung tươi tốt thì các bạn luôn luôn để trên bồn nước. Nếu không có bồn nước các bạn tưới nước hàng ngày thì cây sung hàng năm mới ra đều quả được. Hôm nay mình giới thiệu đặc biệt về cây sung đặc biệt này. Và xin chào tạm biệt anh em. Hãy bình luận ở cuối video clip xác định rằng mình đã nghiên cứu cây sung này, đó là cây sung mật có đúng hay không. Bởi vì nhìn quả thì đúng là quả sung, nhưng nhìn lá thì anh em mình chắc chắn rất nhiều anh em đoán đây là cây ngõa. Và cuối cùng xin chúc sức khỏe cho anh em, cộng đồng bonsai Việt Nam và cộng đồng sung cảnh Việt Nam, đặc biệt cộng đồng chỉ nguyên sung, một sức khỏe thật tốt và tiếp tục nghiên cứu sung cùng mình. Xin chào tạm biệt và hẹn anh em tại video clip sau. Bởi vì mình đi khắp các tỉnh thành, mình tìm những cây sung để quay lên chia sẻ cho anh em mình thêm tầm nhìn hiểu biết và cùng mình chia sẻ. Xin cảm ơn tạm biệt các bạn đã theo dõi video clip.